đi du lịch đến Đắk Lắk. Không hiểu sao trong đầu Minh Toàn cứ ngân nga ca từ của bài hát thiếu nhi Chú Voi Con ở Bản Đôn. Nó như là một điệp khúc khe khẽ vang lên trong cả hành trình. Rồi cứ nhủ lòng phải tìm đến Buôn Đôn để được thấy voi, được cưỡi voi và được sống trong không khí của một Tây Nguyên hoang dã, trong trẻo và yên bình. Và rồi những ngày tháng lưu trú tại Đắk Lắk, Minh Toàn quyết định nhắm hướng Buôn Đôn đi tới. Buôn Đôn theo tiếng Lào có nghĩa là làng đảo, bởi ngôi làng được xây dựng trên một ốc đảo của dòng sông Serebok. Nơi đây là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc như Ede, Mơ Nông, Gia Rai, Lào, Thái v.v. Thật may mắn làm sao khi ngày hôm nay Minh Toàn có được một cô bạn dân tộc Mơ Nông là Hợp Bi Ly dẫn đường. Chắc chắn chuyến đi ngày hôm nay sẽ rất thú vị đây. Toàn có thấy chỗ này có gì lạ không? Những cái bậc thềm này giống như là những cái dấu chân của con voi phải không? Đúng rồi, chính xác. Đây là dấu chân của con voi. Nổi tiếng với truyền thống săn và thuần dưỡng voi rừng, Buôn Đôn còn được biết đến là một khu du lịch sinh thái hoang dã, nhiều tiềm năng. Bây giờ Ly sẽ dẫn Toàn đi lăng mộ voi. Hai con voi ở trong khu Bản Đôn này chết và kho tượng của vua săn voi Ikonsmith. Cảm ơn Ly. Như Toàn đã biết, một con voi là một con vật rất là quý giá. Như ở đây thì người dân ở Tây Nguyên rất là quý con voi, vì con voi cũng giống như con người thôi. Ngày xưa cũng tham gia trong cuộc kháng chiến này, bây giờ thì cũng vậy, là vẫn giúp người dân đi nương, đi rẫy hay lội sông, lội suối để phục vụ bà con để có được mùa màng. Như bây giờ thì chúng ta đến đây là tới cái tượng của vua săn voi Ikonsmith, là ông là người dân tộc Mơ Nông hay còn gọi là Ithu Kanun. Buôn Đôn nổi tiếng với nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng của đồng bào Ede và Mơ Nông. Những tên tuổi trong nghề săn voi được biết đến như một huyền thoại. Trong số đó phải nhắc đến Ithu Kanun, người được vua Thái Lan tặng danh hiệu Kunzunop, tức là vua săn voi. Ông đã từng bắt được cả trăm con voi và là người tù trưởng giàu có, uy lực nhất vùng và được các tù trưởng các tộc người ở Tây Nguyên tôn quý. Toàn thấy là ở cái mộ vua săn voi như thế này á thì ghi tuổi thọ là tới 110 tuổi rồi ạ. Ông lấy 5 người vợ, trong khi đó ông không có con và truyền đặt lại cho người cháu của ông là Iraleo hay còn gọi là Amakong hiện giờ. Sau khi chúng ta tham quan xong khu tượng của vua săn voi Kunsanuk, và Toàn với Billy có thể qua bên lăng mộ voi và chúng ta có thể tham quan lăng mộ voi. Đây là con voi cái có tên là Hợp Văn và được ông Amakong săn bắt vào năm 1955, và con voi này rất là đẹp, có thể nói là hoa khôi trong cái huyện Buôn Đôn này, tại vì nó có, nói chung là thân hình rất là đẹp và được lấy làm một diễn viên đóng phim, bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt. Đúng rồi, tháng 5 năm 2010, voi Hợp Anh bị ăn và trúng một cái lá độc nên là bị độc. Và không trị được, nó đã rất bị nặng nên là voi panh đã chết. Voi bác cú là con voi đực có một cặp ngà rất là xinh, rất là đẹp. Toàn với Ly đã tham quan xong tượng vua săn voi với lại khu mộ voi. Bây giờ Toàn có muốn cùng Ly đi cưỡi voi thiệt không? Để cảm nhận được khi mình trên lưng voi thiệt. Nghe Billy nói Toàn háo hức quá, chắc có lẽ là bây giờ nhờ Billy dắt Toàn đi cưỡi lên lưng voi ha. Chúng mình cũng đi này. Đến Buôn Đôn, cưỡi voi là điều ai cũng muốn được trải nghiệm. Tuy nhiên với những ai lần đầu cưỡi voi sẽ có cảm giác lo lắng bởi cái chênh vênh, thân hình xù xì thô ráp và có phần hung dữ của loài động vật to lớn này. Con voi nặng 3 tấn ngoan ngoãn nghe theo những mệnh lệnh của người quản tượng, áp tấm thân kềnh càng xù xì vào trời cao để du khách bước lên. Rất nhiều người chỉ dám leo lên lưng voi chụp ảnh kỷ niệm rồi nhăn nhó đòi xuống. Nhưng khi đã trải qua bước chân đầu tiên chậm rãi cùng với cái lắc mạnh trên lưng voi, cũng là lúc cảm giác sợ hãi tan biến. Thay vào đó là cảm giác thích thú đến kỳ lạ. Con vật nặng hàng tấn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của quản tượng.
hết một con dốc cao, bước chân voi bỗng chậm lại. Dòng sông Sê Rê Bốc hiện ra cuồn cuộn, quảng tượng thúc voi lội sông, men theo bờ rồi tiến ra gần giữa dòng sông. Thú thật đến lúc này Minh Toàn cũng hơi run rẩy khi chú voi cứ dò dẫm, nhiều lúc khựng lại, rồi bất ngờ thụt xuống lớp bùn cát dày. Con voi lội xuống như thế này thì có an toàn không em? Có an toàn chứ. Tại vì có nài voi ở đây rất là tài năng. Vì thế thì mình yên tâm, không phải lo sợ gì hết. Nhưng mà suối lỡ có chỗ nào mà sâu cạn khác nhau thì làm sao con voi biết được? Có, con voi biết được. Thì voi rất là quen thuộc với những đường lối như thế này rồi. Con voi này thì được bao nhiêu tuổi rồi Billy? 30 rồi đấy. Con voi này tên là gì? Hờ Bùn. Hờ Bùn. Hờ Bùn là voi cái. Voi cái. Đây cũng là voi cái hợp túc. Trên lưng một con vật cao 2,5 mét, Minh Toàn chưa bao giờ thấy mặt sông gần đến như vậy. Người quảng tượng thúc voi đi tiếp, hướng đến một đoạn lòng sông cao và an toàn hơn. Những mệnh lệnh chính xác, bình tĩnh khiến du khách yên lòng. Minh Toàn cảm thấy thật thú vị, cùng một chút bồng bềnh mỗi khi nghe bước chân của các chú voi đi lại, làm chiếc ghế gắn trên lưng voi lắc lư, lắc lư. Toàn biết không, mỗi lần khách du lịch đến đây, họ rất thích cưỡi voi. Và Ly muốn tặng cho Toàn một bài hát. Toàn biết bài gì không? Bài gì liên quan tới voi đúng không ạ? Đúng rồi, bài gì? Toàn biết một bài hát, mà bài hát nó dành cho con nít nè. Chú dơ con ở bản đồ. Đúng rồi. Vậy Ly hát đi. Toàn với Ly hát nha. Chú voi con ở bản đồ, chưa có ngà nên con trẻ con, từ rừng già chú đến với người. Buôn Đôn, cưỡi voi đi thăm dòng sông Sê Rê Bốc hùng vĩ và rừng quốc gia Sú Đôn nổi tiếng. Sau nửa tiếng ngồi trên lưng voi và lắc lư theo mỗi bước chân voi, thì lúc này đây Minh Toàn đã cảm thấy thấm mệt. Chuyến hành trình cưỡi voi ở Buôn Đôn ngày hôm nay thật thú vị. Bên cạnh thú cưỡi voi, du khách còn có thể tận hưởng cảm giác mạnh khi đi trên cây cầu treo Buôn Đôn. Cầu treo được làm bằng vật liệu tre, nứa, song mây, có gia cố thêm cáp sắt. Cầu được bắt trên một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mọc bên bờ Sê Rê Bốc. Một lần đến với cao nguyên, đến với Buôn Đôn để được trải nghiệm, khám phá đại ngàn, để được nghe tiếng thở của gió, lời tâm sự của cỏ cây, tận hưởng một bầu không khí trong lành, một môi trường xanh sạch, gần gũi, chia sẻ và đồng hành với cái mộc mạc, chân tình của người cao nguyên. Chắc chắn sẽ là một món quà lưu niệm đầy ấn tượng và khó quên. Thật là vui, hôm nay nhờ có Billy mà Minh Toàn đã có được một chuyến đi rất là thú vị. Đúng rồi, mà Toàn thấy phong cảnh ở đây như thế nào? Rất là đẹp, một lần nữa cảm ơn Billy nha. Thưa tất cả quý vị và các bạn, ngày hôm nay Minh Toàn đã có một chuyến du lịch trải nghiệm tại Buôn Đôn, được thăm thú những cảnh vật hết sức là đẹp đẽ, mà cũng như tìm hiểu về những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngày hôm nay, những câu chuyện, những huyền thoại chưa kịp khép lại, thì những câu chuyện và huyền thoại khác lại tiếp tục mở ra. Càng tìm tòi, càng khám phá, thì chúng ta lại thấy có biết bao nhiêu điều mới lạ. Một lần nữa xin được cảm ơn Billy. Và bây giờ, Minh Toàn sẽ đi mua những món quà lưu niệm để về làm quà cho người thân thôi.